Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng .com. Mình vừa về một chiếc xe mà thương hiệu của Pháp, thương hiệu Pozo. Cái thương hiệu này thì được các cái người sử dụng, các quý vị khách hàng sử dụng tại Hà Nội rất là ưa thích. Đó là thương hiệu Pozo. Chiếc xe này là thương hiệu Pháp. Đấy, thương hiệu Pozo là một thương hiệu của Pháp, nhưng mà xe thì mình nhập từ bên Nhật Bản, do nó qua sử dụng tại bên Nhật. Thì chiếc này thì mình cũng vẫn muốn để nguyên bản thôi, chứ nó cũng bị một thời gian để ngoài mưa một chút, thế nên là nó không, các cái chi tiết nó hơi bị san. Nhưng mà mình muốn để nguyên bản để cho các bạn, cho các cái quý vị cảm nhận được cái độ nguyên bản của chiếc xe. Từ lớp sơn vẫn còn nguyên màu trắng và vẫn những cái chỗ ố của xe. Còn phần cổ phốt thì bị để mưa ngoài trời mưa, người Nhật người ta để ngoài trời mưa một chút một thời gian nên là bị hơi han. Thì cái này mình có thể thay mới hoàn toàn. Thay mới. Xe thì đây là thuộc dòng xe địa hình. Trang bị lốp 26 địa hình. Vành 3 lớp luôn. Lốp 26, đũa lốp máy hơi nhôm Shimano. Xe trang bị tay vặn chuyển số hiệu SRAM. Gear Shifts, Grip Shift, tay vặn 7, đùi đĩa thì 3 tầng, Antut, đùi đĩa Antut, bộ chuyển sợ động Antut 3 tầng. Đây, như các bạn thấy là trên tem này thì khung được làm bằng chất liệu nhôm là 7005 series, thuộc cái dòng nhôm 7005, một cái dòng nhôm cao cấp và rất là nhẹ, ít pha tạp chất. Đùi nhôm Antut 3 tầng, bộ chuyển động Shimano Antut đằng sau cũng ống lê luôn. Phanh Shimano. Cục phanh Shimano. Và líp thả 7 tầng. Đằng sau cũng vậy, vành 3 lớp rất là cứng cáp, vành 26 đũa lốp may ơ nhôm. Lốp thì con này cũng khá là cũ theo thời gian nhưng mà còn sử dụng tốt. Đấy, gai lốp còn rất dày. Các bạn có thể hoàn toàn với option là thay mới. Bên cửa hàng mình sẽ hỗ trợ các bạn thay cái lốp mới nếu như lốp hỏng hóc. Lốp này hoàn toàn có thay thế. Nhưng mà mình muốn để nguyên bản chiếc xe để các bạn cảm nhận được cái bộ nguyên bản. Còn tất cả các cái đồ này mình có thể thay mới hoàn toàn là đồ chính hãng. Chiếc xe này có giá khoảng gần 5 triệu đồng. Các bạn nếu muốn biết chính xác giá của xe thì hãy liên hệ với mình qua cái số điện thoại hoặc inbox Zalo cho mình, cái số điện thoại ở trên video. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái cách sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng mình ra. Thì chúng tôi up lên YouTube sẽ thông báo cho các bạn cách ấn vào chiếc chuông bên cạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn các bạn.